nằm trên đường Lê Quang Sung, đối diện bến xe Chợ Lớn, quận 6, khu chợ Trầu Cau nổi danh một thời của Sài Gòn, giờ đây chỉ còn sót lại khoảng 15 sạp hàng. Đa số những người bán trầu cau đều đã lớn tuổi, có người tuổi nghề lên đến vài chục năm. Theo người dân khu vực, chợ trầu cau này đã xuất hiện hơn 100 năm qua. Trước kia ở đây rất tấp nập và đông vui từ sáng sớm đến tối, có lúc đỉnh điểm hơn 100 sạp trầu cau. Người mua, người bán vui như đi hội, đa số người dân từ Bà Điểm, Hóc Môn qua buôn bán. Dần theo năm tháng, người ăn trầu cau ít đi, cũng vì thế mà việc buôn bán tại khu chợ ế ẩm theo. Đến hiện tại, chỉ còn một số người duy trì buôn bán để phục vụ chủ yếu cho các nghi thức, lễ cưới, hỏi và dịp lễ Tết. Có mối mang với nghề, thì giống như yêu nghề, thấy giống như bán hồi nào giờ, phải theo nghề thôi. Chứ giờ nghĩ biết làm gì giờ. Mấy năm mà chị nhỏ mà bán đây là ba mấy năm rồi. Còn mấy người kia cụ ở đây từ trên 40 năm đổ lên không?